Báo cáo nhanh, thêm 2 ca F0 ở xã Minh Tân và Kiên Bái. Các trường hợp F0 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên ngày 1 tháng 12 năm 2021, thông tin và lịch trình di chuyển của các ca bệnh F0 Hồ Bích Thủy. Thông tin, họ và tên Hồ Bích Thủy, sinh năm 1999, địa chỉ nơi cư trú, thôn 3, xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 18 giờ 30 phút, trạm y tế xã Kiên Bái nhận được thông báo kết quả xét nghiệm của Hồ Bích Thủy dương tính với SARS-CoV-2. Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi 2 vào ngày 9 tháng 11 năm 2021. Hiện sức khỏe của Hồ Bích Thủy mệt mỏi, ốm nghén, có thai khoảng 6 tuần, không ho, không sốt, không khó thở. Lịch trình di chuyển, 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2021, Hồ Bích Thủy và con trai Hồ Nhật Trung từ An Lạc, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang di chuyển trên chuyến bay VG274, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bay về sân bay Cát Bi, Hải Phòng lúc 9 giờ 30 phút, sau đó đi xe biển kiểm soát 15A64201 do anh Vũ Đình Duy, thôn 2, xã Kiên Bái, trở về thôn 3, xã Kiên Bái. 14 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2021, Hồ Bích Thủy và Hồ Nhật Trung cùng Nguyễn Đăng Phương đi gội đầu tại quán tóc Tuân Bích gần nhà, sau đó đi mua quần áo tại shop Vinh Thúc ở Thủy Đường. Trên đường về, mua đồ tại quán mì cay gần cột đèn Thủy Sơn, Thủy và Trung chỉ đứng ngoài, không tiếp xúc với ai. Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2021, y sĩ Phạm Thị Miền đến nhà truyền nước cho Hồ Bích Thủy. F0 Đàm Thị Biển. Thông tin, họ tên Đàm Thị Biển, sinh năm 1977, quê quán, thôn 1, xã Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, nghề nghiệp. Công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Maple, khu công nghiệp V-Ship, chồng là công nhân bê tông công ty Xuân Trường, Cầu Bính. Đã tiêm 2 mũi vaccine Verocell, mũi 2 tiêm ngày 2 tháng 10 năm 2021, 15 giờ 40 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, đến phòng khám đa khoa Vạn Phúc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. 15 giờ 45 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, phòng khám đa khoa Vạn Phúc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm làm xét nghiệm PCR. 5 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đã làm PCR mẫu đơn và đã có biểu hiện dương tính với SARS-CoV-2. Lịch trình di chuyển, ngày 16 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11, di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Ngày 21 tháng 11, ăn cưới tại nhà bác Tuyên, Hồng, thôn 1, Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, ngồi cùng với chị Nhung sinh năm 1977, xóm mới Minh Tân, chị Ngân sinh năm 1991, Minh sinh năm 1977, Hiên sinh năm 1977, xóm 1 Minh Tân, chị Phúc sinh năm 1973, xóm 2 Minh Tân. Ngày 22 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11, di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Có một ngày vào chợ Đình, xã Thủy Triều mua thức ăn có đeo khẩu trang. Ngày 25 tháng 11 di chuyển từ nhà cùng con gái sang khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, phòng cơ xương khớp, tiếp xúc với bác sĩ Dũng. 11 giờ 30 phút vào Yon uống nước, ăn cơm cùng con gái. 13 giờ đến 15 giờ chiều về công an Thủy Nguyên lấy căn cước công dân, có tiếp xúc với 4 cán bộ, trong đó có một người có thai, có đeo khẩu trang, lan lại vân tay, chụp ảnh và về nhà. Ngày 26 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Ngày 28 tháng 11 lúc khoảng 8 giờ sáng khám tại đa khoa Tân Dương xét nghiệm máu, viêm gan B, có tiếp xúc với một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. Một bác sĩ khám bệnh, một nhân viên y tế trả kết quả và có 7 đến 8 người khác cùng thời điểm. Sau đó vào siêu thị Lan Chi mua bánh mì và về nhà. Ngày 29 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại. Sáng ngày 30 tháng 11 có biểu hiện ho. 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 đến phòng khám đa khoa Vạn Phúc lấy mẫu test nhanh Covid. Những ngày đi làm tại công ty, làm tại bộ phận cắt B3 có khoảng 100 công nhân làm hành chính, không tăng ca, đi ăn cơm chưa cùng. Lê Thị Thúy Mùi sinh năm 1979, Tam Hưng và Nguyễn Thị Dung sinh năm 1990, thôn 2, Minh Tân, ở nhà tiếp xúc với chồng và con gái. Ngay sau khi nhận được thông tin của các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ truy vết của huyện cùng Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn, Kiên Bái, Minh Tân tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch cụ thể. Rà soát được các trường hợp F1 liên quan đến F0, 115 người, phun hóa chất khử khuẩn nơi F0 cư trú, nơi làm việc, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần, phong tỏa hộ gia đình có F1, F2, tiếp tục khai thác thông tin, truy vết thông tin đến các quận huyện khác để cùng phối hợp truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm. Trong quá trình thực hiện, tổ truy vết của huyện và xã đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục rà soát F2, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã, những người có tiếp xúc với các F1 đến trạm y tế xã khai báo để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các bạn đang xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Thủy Nguyên. Hãy like, share, comment và subscribe để nhận được những thông tin thời sự của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn.